Thảo Tiên. Hai mẹ con Thảo Tiên xuất hiện trong tuần lễ thời trang quốc tế. Thảo Tiên 1997 là con gái của cặp vợ chồng doanh nhân nổi tiếng Dâu Na Đăng Hạnh Nguyễn và Thủy Tiên, bố mẹ chồng diễn viên Tăng Thanh Hà. Xuất thân trong gia tộc đình đám, giàu có nhất, nhì Việt Nam, Thảo Tiên nằm trong danh sách các cô nàng thừa kế triệu đô bên cạnh Tiểu Giang, Anh Sa. Sắc vóc hoàn hảo của cô nàng chính. Với gia thế khủng, nhan sắc rực rỡ, Thảo Tiên gây chú ý trong hội con nhà giàu Việt Nam. Hiện cô nàng đang du học bên Anh. Giống như mẹ của mình, Thảo Tiên có niềm đam mê bất tận với thời trang. Cô xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế trong vai trò khách mời. Mỗi túi xách, phụ kiện hay bộ quần áo cô diện lên người đều có giá vài nghìn đô trở lên. Trên trang cá nhân Facebook và Instagram, Thảo Tiên thường xuyên cập nhật cuộc sống sang chảnh, đi du lịch vòng quanh thế giới. Cách đây không lâu, cô từng khiến mọi người bất ngờ khi mang đến 16 chiếc vali chứa quần áo khi đi du lịch. Tiểu Giang bên siêu xe của gia đình. Cô gái Tiểu Giang 1993, con gái ông chủ buôn xe sang giàu đất tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Singapore, Tiểu Giang sang Mỹ định cư và kết hôn, sinh con. Chồng Tiểu Giang là doanh nhân thành đạt, sở hữu nhiều bất động sản ở Mỹ và Việt Nam. Bà mẹ một con vẫn trẻ trung, cuốn hút. Nối nghiệp cha, Tiểu Giang tham gia buôn siêu xe. Điều đó lý giải tại sao cô hay xuất hiện bên cạnh các dòng siêu xe đình đám, có chiếc lên tới hàng chục tỷ đồng. Bản thân Tiểu Giang cũng có niềm đam mê với tốc độ. Ngoài ra, cô gái này kinh doanh mảng làm đẹp, chăm sóc sức khỏe. Lĩnh vực này mang đến cho Tiểu Giang khoản thu nhập khủng. Tiệc sinh nhật ấm cúng của Tiểu Giang trong căn hộ triệu đô bên Mỹ. Tiểu Giang đặc biệt có sở thích chụp ảnh, mỗi lần đi du lịch trải nghiệm, cô đều chăm chút phần hình ảnh khá kỹ lưỡng, lưu giữ mọi khoảnh khắc thanh xuân của mình. Ông Thoại Liên 1989, thành phố Hồ Chí Minh, hiện định cư tại Úc. Cô thuộc thế hệ ngậm thìa vàng thứ hai ở Việt Nam. Được biết, cô là ái nữ của vợ chồng đại gia công ty nhựa nổi tiếng. Khác với anh trai ông Cao Thắng, Thoại Liên không theo con đường nghệ thuật mà sang nước ngoài học tập về kinh tế. Trang cá nhân của Thoại Liên có hơn 68.000 lượt theo dõi. Ở tuổi 30, Thoại Liên vẫn độc thân, cuộc sống thượng lưu, bao người ngưỡng mộ. Thoại Liên từng bày tỏ quan điểm, không sợ hay lời dị nghị dèm pha. Là con gái sống sao cho thoải mái nhất, không tổn hại đến bản thân và người xung quanh đã là một điều hạnh phúc. Mỗi chuyến du lịch, Thoại Liên không ngần ngại chi trả các hóa đơn để sử dụng dịch vụ cao cấp nhất. Tiểu thư giàu có sở hữu gương mặt thon gọn, làn da trắng sứ, chiếc mũi cao tay và phong cách thời trang cá tính. Các thương hiệu thời trang Thoại Liên yêu thích là Dolce, Chanel, Gucci. Ngoài đời, Thoại Liên và Đông Nhi, vợ sắp cưới của ông Cao Thắng, có mối quan hệ khá thân thiết. Những lần đi du lịch cùng anh chị, Thoại Liên và Đông Nhi đều tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tình cảm, gắn bó. Anh Sa 1994, được mệnh danh là cô nàng thừa kế kín tiếng nhất trong hội con nhà giàu Việt Nam. Nhan sắc quá dị hội con nhà giàu Việt. Mẹ của anh Sa là hoa hậu Đền Hùng Giáng My, bố của cô là đại gia Đỗ Anh Dũng, ông chủ của tập đoàn bất động sản Tiếng Tâm. Mặc dù bố mẹ chia tay từ khi anh Sa còn nhỏ, nhưng cô luôn nhận được sự quan tâm, yêu chiều từ cả hai. Các anh trai cùng bố khác mẹ cũng dành cho cô em út tình yêu thương hết mực. Cô từng học ngành tiếp thị tại Đại học Lehigh tại Pennsylvania, Mỹ. Đây là ngôi trường nằm trong top cao về đào tạo tiếp thị ở Mỹ. Thời điểm hiện tại, anh Sa đã về Việt Nam, làm quen với công việc ở tập đoàn của bố. Cô được bố cưng chiều. Ngoài sự thông minh và thành tích học tập đáng nể, cô nàng thừa kế còn thừa hưởng năng khiếu ca hát và chơi piano từ mẹ. Từ nhỏ, anh Sa được dự đoán là mỹ nhân tương lai.
ở tuổi 25, nhan sắc của cô ngày càng rực rỡ. Các đường nét thanh thoát, nhẹ nhàng, thần thái vô cùng kiêu kỳ,